Anh nói về
anh có một đồng tiền nào phải nhưng mà nói với bố cháu nhà bố con à nếu bố bây giờ phải chấp nhận ngay bây giờ nhưng bố không thì bố chặt nhân viên gì cả ăn nhiều mà chính yếu chính nhiều là ăn một quá không cái đẹp quá hai cho ngồi đây đó. Ông ngoại này có vẻ kém nhỉ? Ngoại dọa từ hôm qua đến giờ. Vũ hội đây, mày cẩn thận đấy. Yeah. À? Cậu đứng xuống đi. Cô quay được. Chào ông Hải đấy con, chào ông Hải đi. Đây, đông mùi. Chào ông mùi đi con, chào ông mùi. Đây, rồi. Ôm mùi cái. Chào ông đi, rồi, bye bye ông đi, rồi. Ông về nhá. Giữ lại cái khoảnh khắc này cho các ông các bà. Ôi cậu ơi. Thầy Nho ơi, xuống đi rồi, ông mang về đấy thầy Nho ơi. Đi nào, hỏi ông mang về đấy. Chào ông đi, thương má ông cái, thương má ông cái. Rồi, chào quá, ok. Rồi, chào ông đi. Bye bye các ông đi. Cháu về đây nhá. Dạ. Ừ, đúng rồi. Đây là gì? Đấy, đóng cửa luôn. Đi luôn, các ông về luôn. Đứng yên, đứng xuống bước quay. À. Nè. Bác nào đây? Bác nào đây? Bác tưởng lên ô tô về quê. Ra đây nó chào các ông. Cháu lên cháu chào các ông về quê. Đây. Chúng ta hai tầng đại này là nó được cưới rồi, nó hai tầng đại này là được cưới rồi. Muốn lắm nhưng mà nếu làm tại vì sau này giờ nó phải bắt được con gái mình chứ không muốn lắm nào. Con nghe chưa? Con gái nghe bố gái chưa? Ông nói lại đi, còn ghi lại cái. Anh đi nghỉ đi. Đó,
Những phường ba phường đến đây hôm nay đến rồi cái mâm ông đúng rồi đấy là ông muốn đi thôi. À là bây giờ là mua luôn đấy. Đi ra ông ơi, ra ông ơi. Ra ông đi. Dạ cháu bây giờ nó thích ăn chơi thôi, bà nhầm rồi mà. Vì là chỗ nhà em Thanh nó cho để thoải mái đấy. À thì bây giờ để thoải mái thôi. Hết chứng thôi đấy. Có điều nó vui thôi. Đâu ấy được.